Chiều 17 tháng 11, ông Hà Tài Sáu, Phó Giám đốc Nhà Thiếu Nhi thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đơn vị vừa buộc thôi việc thầy giáo có hành vi sằng sỡ nữ sinh lớp 7 trong giờ học. Quyết định được đưa ra sau khi ban giám đốc Nhà Thiếu Nhi thành phố làm việc với thầy giáo này, phụ huynh và nữ sinh. Theo ông Sáu, đây là thầy giáo hợp đồng của Nhà Thiếu Nhi thành phố Hồ Chí Minh. Trong tường trình, thầy giáo cho biết lúc chỉ bài thì phát hiện một hình xăm ở chân của nữ sinh này nên đòi xem. Học sinh từ chối. Hai bên có giằng co qua lại và thầy giáo này vuốt má em nữ sinh vài lần. Nữ sinh xác nhận thầy chỉ đùa giỡn. Thầy giáo cũng nói là đùa giỡn chứ không có ý sằng sỡ. Tuy nhiên, hành vi của thầy giáo vi phạm quy chế với giáo viên ở Nhà Thiếu Nhi nên bị buộc thôi việc. Thầy giáo có hành vi sằng sỡ nữ sinh bị phụ huynh quay lại. Ngày 16 tháng 11, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn một phút ghi lại cảnh thầy giáo của Nhà Thiếu Nhi thành phố Hồ Chí Minh có hành vi sờ đùi, vuốt má, cầm tay nữ sinh trong giờ tin học sáng cùng ngày. Theo tài khoản chia sẻ đoạn clip, lớp học này chỉ mới bắt đầu vào ngày 26 tháng 10, đến nay mới được vài buổi nhưng thằng thầy chỉ mở game cho học sinh chơi. Không chỉ vậy, thầy giáo còn có hành vi sằng sỡ nữ sinh. Học sinh bức xúc về báo lại với gia đình. Một phụ huynh lén núp ngoài phòng học quay được cái clip và tung lên mạng.